Chào mừng các bạn đã đến với Camera Hải Nam. Thì nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc camera mini quan sát góc rộng với hình ảnh chuẩn Full HD và được tích hợp các thuật toán nhận diện người chuẩn xác thì đừng vội bỏ qua video này nhé. Thì hôm nay mình sẽ review về em iMount C22 EB, có tên gọi khác là iMount Q2, với giá chỉ từ 400.000 đồng. Thì không để cho các bạn chờ lâu hơn nữa, thì giờ mình sẽ đập hộp và đánh giá qua các tính năng nổi bật của chúng nhé. Trước tiên là về kiểu dáng thì chiếc camera được thiết kế khá là linh hoạt. Bạn có thể gắn được ở nhiều vị trí, như là gắn trần nhà như thế này, hoặc là gắn tường như thế này, thậm chí là bạn có thể đặt được ở trên bàn như thế này. Mặc dù là thiết kế này không hỗ trợ tính năng xoay 360 độ từ xa, nhưng mà iMount C22 EB vẫn cho ra góc nhìn rộng lên đến 131 độ, đảm bảo quan sát bao quát được khu vực nhờ sử dụng ống kính 2.8mm. Về chất lượng hình ảnh thì C22 EB xuất hình ảnh chuẩn Full HD 1080 cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra thì bạn còn có thể zoom kỹ thuật số 16 lần giúp bạn tiện lợi quan sát được các vật thể ở xa hơn. Đặc biệt C22 EB còn sử dụng chuẩn H265 giúp tiết kiệm được dung lượng lưu trữ hiệu quả và tiêu thụ ít lượng băng thông hơn. Về chất lượng hình ảnh ban đêm thì C22 EB cũng được tích hợp hồng ngoại tự động bật tắt khi nhận biết không gian thiếu ánh sáng, cho phép bạn xem hình ảnh trắng đen với tầm xa đến 10m. Nhờ vậy mà bạn có thể theo dõi khu vực liên tục 24/24. Tiếp đến là khả năng phát hiện và cảnh báo chống trộm. Cụ thể thì iMount C22 EB sẽ ngay lập tức cảnh báo đến điện thoại khi phát hiện có người bước vào vùng quét của camera. Đồng thời thì C22 EB còn được tích hợp còi hú báo động khi phát hiện có người, giúp hù dọa siêu để kẻ gian đi khỏi khu vực vì sợ bị phát hiện. Bên cạnh đó thì iMount Q2 còn gửi thông báo đến điện thoại khi mà phát hiện có âm thanh bất thường như tiếng em bé khóc. Điều này giúp bạn biết được những gì đang diễn ra trong nhà ở bất cứ đâu. Và cuối cùng là nhờ được tích hợp hệ thống mic loa nên là C22 EB hỗ trợ trò chuyện hai chiều từ xa thông qua phần mềm iMount trên điện thoại khi mà có kết nối internet. Hiện tại thì camera iMount Q2 đang được bán tại Hải Nam với mức giá cực ưu đãi chỉ từ 400.000 đồng và được tặng kèm full phụ kiện bởi hãng. Tuy nhiên thì đây là mức giá khuyến mãi tại thời điểm mà mình làm video, nên là để cập nhật giá chính xác nhất, bạn có thể nhấp vào link sản phẩm hoặc là gọi đến hotline bên dưới phần mô tả để nhận được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất nhé. Hy vọng là video này sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin bổ ích. Nếu thấy video này hay thì cho mình xin một like. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút chuông kế bên để nhận thông báo khi Hải Nam ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.